còn nhớ cái căn nhà bà hở mình quay họ xây cái nền nhà cúp thìa không? Thì hôm nay họ đã lên được bức tường, mình quay trở lại, mình quay cho các bạn xây cái xem cái đoạn 2. Thì cái đoạn 2 họ lên tường như cách nào? Để mình quay lại cho các bạn xem nha. Thì đoạn 2 họ mới vừa xong cái tường ngày hôm qua, thì hôm nay mình trở lại mình quay cái này cho các bạn xem nè. Cái cách cái người Mỹ họ xây cái nền nhà, họ xây úp thìa giống như là cũng cái thau mà úp ngược vậy á, thì họ đổ cái nền bê tông rất là dày. Thì họ hỏi mình chiếu ở dưới là họ đi xuống dưới gần một feet đến một feet, khoảng chừng 2 tấc rưỡi 3 tấc á, 3 tấc á, thì họ lên trên này nữa ít nhất cái từ 4 tấc thôi, ít nhất gần 4 tấc bê tông đó. Thì họ đổ nguyên một cái dĩ bê tông lật lật ngược lại như thế này nè, rồi họ mới xây cái tường lên. Rồi họ xây bằng gạch ống dày lắm, dàn gang tay. Thì mấy chỗ này bà hởm họ, các bạn có thấy là họ để cây sắt cái dưới lên á, thì khi họ xây cái gạch ống xong lên á, thì họ đưa một cây sắt từ trên xuống dưới rồi họ cột vô đây, rồi họ mới đổ xi măng từ trên đổ xuống cho nó đầy chỗ này luôn, rồi nó thành một cái cột. Thì chỗ này nó có 2 cây cột đây. Thì bên hông này á nó có rất nhiều cột từ trước phía sau luôn, cứ mỗi cái lỗ đó là cái cột, mỗi cái lỗ là cái cột đó, chưa? Người thấy không nè, chưa? Là nguyên một dàn cột, thì cứ mỗi một thước lưỡi là có một cái cột hết. Cửa nè, họ mới xem cái đà ngang ở trên này, cũng có một cái đà sắt ngang nè, đà bê tông ngang mà ngang bê tông xây lên trên. Nguyên một dàn bê tông này cho nó xây, chỗ này mấy cái lỗ lỗ là cột không đó nha, hai bên nè, hai bên cái cửa nè, bên này cái cột, bên này cái cột, cái cửa. Phía sau hè nè, chỗ nguyên cái vàng này nè, chỗ này nè, sau này họ có một cái cửa kính, 3 cái cửa kính cái đẩy qua vậy nè, nghĩa là từ cái nhà khi từ nguyên cái phía sau này là nó chống rỗng quá, mình dễ tại Florida này nóng á, họ làm vậy cho cái thời tiết nó mát, mình nhìn ra ngoài nó có cái view đẹp. Cái này là cái giống như cái ban, giống như nói là cái ban, cái ban công mà giống như là cái gì ta, cái ban nào mình biết cái này kêu cái gì ta, ở đây nó kêu là cái outdoor patio á, nếu mình ngồi chỗ ngồi chơi á. Thì cột này chưa xong nha, họ còn tô xi măng lên nữa, tô một lớp xi măng ra khoảng chừng 1 inch. Nè, dưới này là cái cột, 2 cây cột nè, nguyên cái trụ nhà họ sẽ xây cây cột sắt, sắt bự lắm, sắt 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 khủng nè, thằng bằng ngón tay cái á, sắt bằng ngón tay cái. Hôm nay 2 cây 2 cột, kia cột, bên kia có 2 cây sắt nữa cột. Này cái nền nhà nè, nó dày khủng khiếp không? Cái nền nhà này là mà đổ bê tông là họ có cái đồ đánh á, họ đánh láng láng lắm. Rồi sau này họ mới lót gạch, lót thảm lên. Còn đông ở dưới là lầu 1 họ lót thảm. Cái ống nước này á, trước khi mà họ lên cái nền đó, họ sẽ chạy mấy cái ống nước trước, nước tới cái nước đi, nước này là nước xả nè, ống bự này cho cái bathroom, tôi là cái này là cái bathroom, nó đưa trên lầu 2,
tầng 2 đi xuống. Chỗ này cũng là nước xả là nước đi nè. Còn chỗ này là chỗ đậu xe, chỗ này là cái garage đậu xe. Bây giờ nó làm cái nền chỗ này nó hơi thấp hơn là cái chỗ nhà. Trong này cái nền nó cao hơn tí không? Để một tí này mình quay cái cảnh nhà mà của cái nhà này nó lên 2 lầu. Nhà này nó sẽ lên 2 lầu cao, ở trên 3 phòng ngủ, dưới 1 phòng ngủ thành 4 phòng ngủ. Nhà này 4 phòng ngủ, 4 tắm. Thì cái model của cái nhà này cũng tương tự giống cái model nhà của mình vậy. Xây lên cái lầu 2 mình sẽ quay tiếp được. Ok, mọi người có thấy mấy cái lỗ lỗ không? Lỗ lỗ là mấy cái cột không ạ? Mình sẽ đổ xi măng tựa trên. Thì trên này họ đổ thẳng xuống. Chỗ này có cái ống đó luôn. Nghĩa là mỗi cái lỗ là một cái cột sắt, xi măng, bê tông. Tại cái gạch này là gạch ống ở trong nó bọng. Nhìn nó để một cây sắt từ trên xuống á, thì họ sẽ đổ xi măng từ trên xuống thì nó đầy cái ống ra thành cái cột luôn. Đây, cái chân cột được gì là họ sẽ đổ xi măng lại luôn. Khu này thì họ xây hoàn tất hết trơn rồi. Chỉ có 4 căn nhà cuối cùng. Thì hồi xưa là cái văn phòng nó nằm đây rồi. Chỗ này là chỗ đậu xe. Rồi sau này họ mới dời cái chỗ đậu xe đi chỗ khác. Rồi cái văn phòng cũng dời đi tới chỗ cái khu nhà mới. Rồi họ mới xây nhà lên, họ bán 4 căn này cuối cùng. Đây 2 căn đầu tiên họ đang xây cái nền kia. Chelsea Grande, Chelsea Grande là kiểu cái mẫu nhà của mình á. Còn đây là Congrats. Congrats khi mà họ xây xong á thì nhìn cũng tương tự như căn nhà này. Thấy không? Nó Congrats á. Nhà này là 5 phòng ngủ. 4 phòng rưỡi 8. Đó là 2 căn nhà Congrats thôi. Giờ họ chỉ xây cái hai nữa. Yeah. Khi cái nhà này mà họ xây xong lên nó là cái chu vi ở của nhà là 2.900 square feet nha. 2.900 square feet. Và tất cả cái chu vi trong nhà luôn là hơn 3.500 square feet. Ok mọi người, mình chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem cái móng nhà họ xây như thế nào thôi. Rồi khi mà họ lên tiếp nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ok, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình bấy lâu nay nha. Có gì hẹn gặp lại ở một video khác nha. Ok, đây là cuối tuần, ngày 6 tháng 3, 2021. Ở đây mình quay tí thêm cho các bạn xem cái nhà này thôi. Rồi mình hẹn gặp lại ở một video kế tiếp. Bye bye.